Anh đi đây. Ủa hả? Ôi ôi, có chừng chọt trúng chân em nha. Đâu có đâu, biết chưa. Bắt đền á. Chân này để đi lên núi thăm người nghèo á. Chọt dạ. Cái đi không được luôn á, tiêu luôn á. Ừ. Bán nhà đền cũng đủ luôn á. Ừ, đúng rồi. Tấm thân bé nhỏ xin chào cả nhà mình. Chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại với video tiếp theo của Bắp nha. Hai anh em chào cả nhà mình đi, hai anh em ơi. Tiếp tục đem những cái phần quà ý nghĩa, những cái phần quà yêu thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân lên trên núi cao để tiếp sức cho bà con nghèo cả nhà. Bắp mới vừa phát hiện và tìm hiểu được một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, sống ở trên khu vực rừng núi này cả nhà. Giờ Bắp mời cô chú anh chị mình lên trên để mình tìm hiểu cái hoàn cảnh của họ nha, xem cái cuộc sống của họ ở trên này như thế nào. Hồi nãy giờ mấy anh em Bắp đi qua hai cái gợp núi rồi cả nhà. Đây là cái gợp núi thứ ba, cũng sắp đến hộ gia đình này rồi cả nhà. Hiện tại buổi chiều nay á thì trời mưa râm râm cả nhà, mưa hoài luôn cả nhà. Cho dù mưa gió bão bùng như thế nào đi chăng nữa thì mấy anh em Bắp vẫn không lùi bước cả nhà. Phía sau có bãi cất bò mà lùi một cái là đạp trúng bãi cất bò liền cả nhà mình. Đúng anh Thể? Nắng quá thì cũng khổ mà mưa quá thì cũng khổ cả nhà. Đường nào cũng khổ hết á. Nhưng mà vui hơn mấy anh em ha. Khỏi cần dù luôn. Đã đến nơi rồi cả nhà. Đây là ngôi nhà của họ đang ở cả nhà mình. À, phía trên kia Bắp có thấy một người phụ nữ và một em trai nhỏ, hình như là đã đang trồng bắp đó cả nhà. Tạm thời mình gửi đồ ở đây. Nhìn ngôi nhà cũng rất là thương, không biết là ngôi nhà này họ ở tạm thời chiều họ xuống dưới làng hay là sao. Giờ mình tới cái chị gái này mình hỏi thăm nha cả nhà mình. Hello, chào chị. Dạ. Ôi ơi, gặp chị em mừng quá, em vui quá. Dạ, à, chị khỏe không chị? Dạ, khỏe ạ. Chị biết em là ai không? Dạ, biết anh gì. Anh gì? Anh gì là anh nào? Bác à. Dạ. Anh tin Bắp à? Sao chị biết? Sao chị biết em hay vậy? Dạ, thấy quay phim á. Thấy quay phim ở đâu? Biết người ta chỉ á. Dạ. À, trước là em thay mặt cô chú phát quà từ thiện dưới kia, chị có xuống lấy không? Dạ, đi xuống lấy chờ mẹ đi á, mẹ già. Dạ, là chị biết em đúng không? Dạ. Ôi ôi, hạnh phúc quá. Hèn chi em thấy chị quen quen lắm nha. Dạ, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Dạ. Đi chờ mẹ đi miết à. Dạ. Vậy là gặp chị ở dưới đó đúng không? Dạ. Dạ. Gia đình mình dạo này khỏe không chị? Dạ, đâu có khỏe bao nhiêu đâu. Tại vì chồng không khỏe nhiều là khỏe nhiều nhiều đúng không? Dạ, khỏe. Đó, đi làm bệ bạ à. Dạ. Tại vì chồng đau mắt á, đi làm cứ một ngày hai ngày nó đau, nó xích thuốc đâu có được không? Dạ. Chỉ một ngày hai ngày à. Hai đứa con trai đi bắt vợ hết rồi. Dạ. Còn cứ hai đứa nhỏ không. Dạ. Bé nhỏ này là con của chị luôn hả? Dạ, con của chị chứ. Thấy dạ. Mặt mũi là được thế. Con tưởng đâu chị em không ấy chứ. Đâu có chị em đâu. Dạ. Em bắt chồng hết rồi. Chị cho em biết tên chị được không? Chị tên gì vậy? Dạ, Bi Năng Thị Ngáy. Bi Năng Thị Ngáy hả? Dạ. Tối ngủ có ngáy không?
Hả chị? Ê, năm nay chị được nhiêu tuổi? Dạ, chắc không biết là tại vì không nhớ. Tại vì đâu có học đâu mà nhớ. Vậy hả? Cha mẹ hồi xưa biểu mang em không, chăng em không, chữ em à, chị cho em gắn cái này xíu nha. Gắn vậy đi. Được không? Dạ. Không biết tuổi của mình luôn. Dạ. Chị có nhớ là chị sinh năm bao nhiêu không? Dạ, đâu có nhớ luôn à. Không nhớ luôn. Dạ, không nhớ. Tại vì Vin đó, quê giấy tờ thì biết mà đi về này đâu có biết đâu, không nhớ nổi. Thì mình có căn cước không? Có, thì căn cước bỏ nhà dưới đó, nhà à, làng á. Nhà dưới làng á hả? Ừ. Lâu lâu mới về một lần đâu có về được, tại vì ở trên này luôn cha cho rồi về làng, con nhà làng cũng sắp hết nè. Sắp là sao? Sập á hả? Nè, sập á. À. Ừ, tại vì sập hết á. Mình này mình làm ở nhà xây hả chị? Nhà xây thì mà nhà sập hết rồi đâu có ở được đâu. Dạ. Ừ. Vậy là mình ở cố định ở chỗ này luôn. Ở cố định chứ, tại vì nhà rưỡi mình mà. Dạ. Ừ. Cái căn chòi mà gia đình mình dựng lên ở, chị ở được bao nhiêu lâu rồi? Chắc được 2 năm nay rồi, tại vì nhà cũ nó sập á, mình làm cái nhà mới á, mình đóng cái tấm bạc á. Dạ. Chứ không có kịp đi làm cho nợ đồng hàng, không có đủ tài khoản. Không đủ tài khoản. Ừ. Không đủ tài chính đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Sao mình không làm mấy cái vách nhà đan bằng tre á, y chang như những người đồng bào khác họ làm ngôi nhà của tại họ? Tại vì chưa làm á. Chưa tại làm vì không kịp á. Cứ sao một không mình kịp? Lên ở mấy năm trời rồi mà làm không tại kịp? Của nhà của nó sập rồi. Dạ. Ừ. Hai mẹ con đi trồng bắp. Ừ. Mưa gió lạnh lẽo như thế này mà mình không vô nhà mình đắp mưa. Trồng bắp này ướt người bệnh sao? Đâu có đâu, đi đến thì làm. À, mẹ thì chọt lỗ con thả hột đúng không? Dạ. Biết chưa? Anh chồng của chị thì đi đâu rồi chị? Đi làm hả? Dạ, đi làm thuê cho người ta. Chị làm dạ. Thuê cho người ta là mình làm cái công việc gì? Làm mì cho người ta, làm cổ mì á. Dạ. Ừ. Chiều ảnh về hả? Dạ, chiều mới về. Chị có tất cả là mấy đứa con? Dạ, mấy tất cả đó, bốn đứa. Bốn đứa? Dạ, bốn đứa. Tại con đầu bắt giờ hết rồi. Dạ. Ừ, con đầu năm 2002 á. Dạ. Ừ. Con nhìn chị gái này cũng còn rất là trẻ cả nhà. Bắp đón chị con tầm khoảng bốn mấy tuổi cả nhà. Con thứ ba, con thứ hai đó, mẹ bắt giờ còn nó chưa bốn tháng. Mẹ để bốn tháng đó. Còn dạ. Thứ hai đó. Con đồ bắt giờ con nó biết đi rồi. Dạ. Con cứ hai mẹ con ở nhà. Con ghé đi theo dì nó ở Đà Lạt. À. Ừ. Đi làm hả chị? Dạ, chưa đi làm đâu, nhỏ con học lớp 6 à. Chứ đi theo dì lên Đà Lạt làm gì? Nè, dì nó đi làm ở Đà Lạt á. Dạ. Nó chẳng nào nó học này về ở bên mẹ nó học. Dạ. Ừ. Này chứ học nó đi theo mẹ nó ở Đà Lạt á. Vậy là gia đình mình ở trên này lâu lâu mới xuống dưới làng một lần đúng không? Dạ, lâu lâu xuống tắm nước bậy bạ xong về lại ngủ trên này thôi. Dạ. Xuống đi tắm nước thôi, tay về nước có nước này. Ồ, dạ bậy bạ. Rồi mình lên trên này mình trồng cây bắp. Dạ. Rồi mình có trồng cây gì nữa không? Dạ, bắp đậu bậy bạ. Trong dạ. Có ăn không chị? Ăn. À? Ý là mình trồng bắp này kia có ăn không á? Có tiền không á? Đâu có thu bao nhiêu đó làm đâu có đủ đâu. Tiền thuốc, tiền gì nữa. Đâu có đủ làm cho nó vui thôi. Làm cho vui. Làm cho nó vui thì đâu có đủ ăn đâu. Dạ. Ừ. Làm gì đam mê đúng không? Ờ, đúng rồi, làm đam mê á. Ừ. Khổ ha. Ừ. Mưa. Em thấy cái căn chòi của chị, mấy cái bách nhà đâu có làm đâu, nó chống lỏng mà. Ừ. Rồi mưa như thế này, gió nó lùi vô lạnh chịu nổi.
Ở đây à, nó khu mình ngủ chứ. Dạ. Chứ khu mình đang nhìn. Anh đi đây. Ủa hả? Ôi ôi, có chừng chọc trúng chừng em nha. Đâu có, đâu biết chứ. Bắt đền á. Chừng này để đi lên núi thăm người nghèo á. Chọc dạ. Cái đi không được luôn á, tiêu luôn á. Ừ. Bán nhà đền cũng đủ luôn á. Ừ, đúng rồi. Khi mà mưa xuống là bà con người đồng bào mình rất là vui đúng không? Dạ. Dạ. Nếu mưa xuống thì vui mà nắng thì buồn chứ. Nắng thì buồn hả? Ừ, buồn chứ, tại vì làm gì không được á. Dạ. Đi làm thuê làm gì đâu có được đâu. Mưa thì người ta kêu làm, không có mưa thì đâu có việc đâu mà làm. Dạ. Nắng chết hết. À, giờ này 3 giờ mấy, 4 giờ chiều rồi cả nhà. Dạ. Thì gia đình mình chuẩn bị cơm nước gì chưa? Dạ, cùng nấu trưa. Dạ. Nấu trưa ăn. Dạ. Mình ăn cơm với lại món gì vậy? Dạ, ăn món lá đủ đũa, lá bíp đó, là gì á? Lá bí. Lá bí hả? Ừ. Bí nhà mình trồng hả chị? Dạ, đi nhà chị nó cho. Dạ, có thịt cá gì ăn không chị? Dạ, không có. Không có hả? Ừ. Có cá khô không? Cá khô thì có tiền thì mua, không có tiền thì thôi. Dạ. Ừ. Rồi hiện tại mình có tiền không? Dạ, không có đâu. Không có đi hả? Làm nhà mưa này, ai trồng bắp, ai đi làm mà có tiền. Đâu có tiền đâu. Vậy hả? Đi làm đâu có bao nhiêu đâu. Đâu có đủ ăn có đâu. Có nhiều nhiều thôi đúng không? Đâu có bao nhiêu đâu. Ừ. Ừ nữa chứ. Anh chồng của chị làm một ngày được nhiêu tiền? Dạ, ngày cứ tầm, hai tầm, đâu có đủ đâu. Dạ. Ừ. Lâu lâu người ta mới kêu đi làm đúng không? Dạ, chứ đâu phải đâu. Ngày nào cũng có công việc mình làm. Đâu có đâu. Làm một hai ngày, cái mấy ngày sau thất nghiệp. Dạ. Dạ. Đâu khổ hả? Ừ, khổ chứ. Nếu mà làm có tiền thì chắc ở nhà đẹp chứ. Ai mà làm nhà vậy buồn chứ. Không có đủ chứ. Dạ hả? Mình làm vậy. Từ từ có thì mình làm đẹp, chứ có thì mình đang làm đại à. Dạ. Ở đại. Mình trồng bắp được nhiều chứ chị? Dạ, tổng mới trồng à, mới xích thuốc này trồng này. Dạ. Ừ. Nguyên cái đồi chọc này là của nhà mình đó hả? Phải, của người ta bên kia, cái này này là của chị này, bên kia này, thấy tôn kia là của chị. Dạ. Ừ. Đây là của chị kia, chị nhà kia. Ôi, trên cái khu vực rừng núi này chó ăn đá gà ăn sổi biết làm gì sống trời. Trồng cây bắp mà có thuốc mình xịt cái con sâu không? Dạ không có đâu, cứ chích thuốc có thôi mà tiền đâu mà mua ra chích thuốc sâu nè. Dạ. Mình đến dễ thôi, nó thích thì nó ăn, không thích thì nó để cho người nhà ăn lại. Vậy hả? Ừ. Này cũng gọi là hên xui chứ ha. Dạ. Bây giờ chị tạm ngưng một chút xíu, mình vô bên trong nhà dẫn em đi tham quan chút xíu được không? Dạ được chứ. Dạ. Thôi dạ. Đi vô con trai đi. À, con trai của chị còn đi học không? Đang đi học đó. Học lớp mấy chị? Bé nhiêu tuổi rồi? Đợi đã. Hay chưa hết đâu, hay. Không biết tuổi luôn hả? Được biết chưa? Bữa nay nè qua sang năm. Con học lớp mấy con trai? 4. Học lớp 4 rồi. Sang ừ. Năm học lớp 5 rồi. Đi học ba mẹ chở đi học hay sao? Chứ sao? Đi học. Đi bộ chứ. Đi bộ hả? Ừ. Không có xe đạp hả? Dạ, không có. Đâu thương có xe vậy? Đạp đâu. Làm đâu có núi đâu mà có xe đạp. Dạ. Có xe đạp thì mừng chứ. Thì vô bên trong đi chị đi. Mẹ đạp. Em là một cục bạc. Là một cục. Cảnh rộng. Nhát cái vậy? Sao em nghe người đồng bào mình ở trên này gan lắm mà. Ừ. Nhà chị nuôi mấy con chó hả chị? Dạ, cứ hai con à. À, có nuôi chim nữa kìa. Dạ. Ủa, chim này là mình bẫy hả? Dạ, mình làm bẫy. Dạ. Nuôi cho nó vui á. Sáng nó kêu á. Ừ, ướt hết này. À, ôi, nó bị ướt bên trong hết luôn cả nhà. Cái nhà mình xem nè. Cái
cái sàn nhà của gia đình chị á, ướt nhem luôn rồi. Che bằng bạc hả chị? Cái dạ, mái nhà á? Dạ che bằng bạc à, tấm bạc á. Ừ. Em thấy nó bị lủng kìa. Dạ. Lủng lủng quá trời luôn à. Tại vì bạc nó lâu rồi, tấm dạ. bạc này nó lâu rồi. Lâu quá nó mục đúng không? Ừ, nó mục ấy là mục. Dạ. Mấy lần à đàm? Là ban đêm gia đình mình dùng ánh sáng bằng cái gì? Dạ, bằng cái đèn à, đèn pin đó. Đèn pin nhỏ nhỏ hả? Dạ. Điện pin sạc điện đúng không? Ừ. Hết pin chạy xuống làng sạc hả? Dạ, hết pin thì xuống làng sạc. Dạ. Khổ ha. Ở nhà làng cũng chiếu như nhà anh chị. Chiếu mền thì dắt ở trên kia. Hả? Chiếu mền thì dắt trên kia hả? Dạ. Sợ mưa nó tạt quá. Dạ. Thế mình bỏ anh về chứ. Ồ, ở đây có cái công tên kìa. Tên... Của anh chồng hả? Dạ, của chồng á. Anh làm công tên để làm gì? Săn bắt hả? Dạ. Đi tôi đi săn. Dạ. Săn con gì hả? Săn con voi hả? Dạ. Dạ nữa chứ. Săn voi thì thiệt hả? Đi săn bởi bà thì có thì bán, không có thì thôi về không. Dạ. Chị đâu có biết nói gì đâu. Dạ. Chị đâu có học cơm chưa? Chị nấu cơm chưa? Dạ nấu rồi. Dạ. Nấu hủ tiếu. Ừ. Đây cô chú tặng cho gia đình mình ít lương thực nha. Ở trong này là em mua thịt heo nè. Dạ. Với lại một ít rau củ quả để dạ. gia đình mình dành ăn ha. Dạ cảm ơn. Dạ chị vui không? Dạ cảm ơn anh dạ. chị. Bây giờ chị rửa thịt đi. Rửa thịt xong cái mình kho thịt chiều mình ăn cơm. Dạ. Thôi chị ha. Dạ. Làm sao vậy? Heo đứng hình luôn vậy? Xúc động quá hả? Được chứ. Trước giờ có ai lên trên này thăm gia đình mình chưa? Đâu có đâu. Đâu chưa có ai hả? Không có ai hết. Dạ. Thôi chứ người ta đi chú người ta không à? Dạ. Thấy vô đây đâu. Không thấy hả? Dạ, từ bữa giờ rồi mà. Giờ có em lên thăm nè. Dạ, có một mình em mà. Cảm ơn em Bắp mà. Em Bắp hả? Biết tên em luôn? Biết tên chứ. Tại vì đi thấy người ta đi lấy quà em biết không? Dạ. Người ta kêu mình phải biết kia. Dạ. Nhưng mà chị không biết chưa thì mình biết chứ người ta kêu. Dạ. Bây giờ chị rửa thịt đi chị. Dạ. Rửa thịt đi. Nha. Ủa nhà mình không có dao cắt thịt hả chị? Dạ. Có dao không? À bên kia có con dao kìa. Củi nè. Củi sao em thấy ướt nhem vậy? Dạ tại vì sao mưa. Nó cháy được? Mưa rồi nè. Dạ. Nhà mình không có dự trữ củi khô để dành xài à? Dạ hết rồi, mới đi hết nè. Tại vì mình làm cho nên lăng tâu này nó vô. Dạ dạ. À, em đeo cái mít lại ha. Dạ. Để nó lòng thòng rồi cái nó da đập á. Cô chú nghe khó chịu ha. Dạ. Bắp thảo này đó. Nhà chị thì có trồng cây bắp với lại cây đậu. Đậu này gọi là đậu gì chị? Dạ, đậu ăn à. Đậu ăn là đậu gì? Đậu không biết. Hả? Mình kêu là cứ là đậu không à. Dạ. Ừ. Còn cái cây kia cây gì ha? Cây dưa hả? Dạ dưa. Dạ, dưa leo á hả? Đúng rồi, dưa leo. Dạ. Rồi có trồng cây quế nữa nè. Ừ. Cái đậu này thì mình bứt cái ngọn của nó mình nấu canh ăn được đúng không? Dạ. La đó cũng ăn được à. À nước uống sinh hoạt này kia thì mình lấy ở đâu? Dạ xuống nhà làng. Xuống làng xa xôi vậy hả? Dạ, xa cũng chịu đi chứ tại vì không có nước. Chở xe máy lên hay sao? Hả? Chở xe máy lên hả chị? Dạ. Chở xong mình bắt bằng vai chứ mình đi. Mình dắt bộ. Dắt bộ chứ. Ôi. Khổ dữ vậy. Từ bữa giờ rồi đâu có bây giờ đây đâu. Thôi lúc mẹ mình té mình ở trên này gần đây này. Lúc mẹ mình té mình ở dưới đó nữa. Nó có cây chuối kìa. Dạ. Lúc hồi chị nhỏ. Dạ. Mẹ con ở bên đó nữa. Dạ. Để mình lên. Chị nói là lúc chị còn nhỏ ở chung với ba mẹ là ở. Ừ. Có cây chuối kìa. Ừ. Bây giờ mình di dời xuống dưới đây hả? Ờ, tại vì mình lớn rồi mình bắt chồng mình xuống đây lại cho nó gần gần nước. Dạ. Ừ.
giờ là em xin cô chú hỗ trợ tặng đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình nha. Dạ cảm ơn. Để gia đình mình có ánh sáng ha. Dạ cảm ơn em bác à. Tại vì gửi bằng em mà chị lớn tuổi hơn mà. Chị biết em sinh năm bao nhiêu không mà chị khẳng định là chị lớn tuổi hơn em? Chắc là biết chứ, chắc là thấy mặt mũi như vậy mà. Mặt mũi sao? Trẻ hả? Ừ, trẻ hơn chị nữa. Dạ, tướng học sinh mà mặt phụ huynh rồi, già rồi. Đâu có già hơn bằng chị nữa. Dạ. Chị già hơn nữa, có cháu hết rồi. Dạ. Hai đứa con đồ bắt giờ có cháu rồi. Dạ. Chị thì già hơn chứ. Một lúc nữa anh chồng đi làm về á, thì anh thấy trai lạ ở trong nhà mình thì ổng có gì không? Đâu có đâu. Có sao không á? Hả chị? Hả? Có sao không? Đâu có sao đâu. Dạ. Sợ ổng cầm cây ổng dí. Đâu có đó. Không kịp luôn á chứ. Ui. Bình thường à. Bình thường hả? Ổng thì hiền không? Thì hiền cũng hiền, cũng đi lâu lâu cũng nóng chứ. Lâu lâu cũng nóng hả? Đánh chị cái nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Ừ. Làm gì mà đánh nhau? Dạ. Đâu có công việc gì mà đánh nhau. Dạ. À, anh có nhậu nhẹt gì không chị? Thì lâu lâu uống chứ. Lâu lâu uống hả? Ừ, lâu lâu làm dây ngoài chứ, đi làm mệt đó. Dạ. Ừ. Uống nhiều không? Uống ít à. Ít hả? Ừ. Cứ... Giờ chị kho thịt đi. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Hả? Đang quan sát em coi thử em có cái hành động gì đúng không? Coi thử có ăn trộm gì đúng không? Đâu có đâu. Ai suy nghĩ cái chuyện đó? Hả? Ai cái suy nghĩ chuyện đó? Thế biết đâu được. Thế bất ngờ em bắp vua. Rồi em sẽ lắp cái đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn em bác à. À. Đây là nhà mình có đóng một cái chuồng gà đúng không? Dạ. Nhà nuôi gà nhiều không chị? Dạ ít à. Ít hả? Ừ. Ở trong kia có con gà đang ấp rồi cả nhà. À mình bắt cái này lên cái mình bỏ nồi lên khỏi bị đen nồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Gạo thóc còn nhiều không? À? Gạo thóc còn nhiều không? Còn ít à. Còn ít hả? Được ăn ngày mai ngày mốt. Gia đình mình là mua gạo ký ăn đúng không? Dạ, mua ký chứ đâu có đủ tiền đâu mua một bao một bao. Dạ. Khổ ai đi làm? Chồng con hai đứa bắt vợ hết rồi, ai làm tiền nữa? Dạ. Cứ một mình ông đâu có đủ không? Em đã bắt xong cái đèn năng lượng mặt trời cho chị rồi ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn à. Chị nhìn lên trên kia kìa. Đó, chị thấy cái đèn đẹp không? Dạ, đẹp chưa? Lần đầu tiên mà đẹp chưa? Đâu có thấy cái đó từ hồi giờ đến bây giờ đây à? Dạ. Cái đèn này rất là sáng. Dạ. Sáng hơn cái đèn pin nhỏ nhỏ của chị mấy chục lần á. Dạ. Tối nay là sáng khắp cả núi rừng luôn ha. Dạ. Cảm dạ. ơn. Trước khi em hướng dẫn chị cách sử dụng thì dạ. Em sẽ cài chế độ tự động. Dạ. Hả? Dạ. Cứ 6 giờ tối nó tự sáng. 6 giờ sáng nó tự tắt. Dạ, chị đâu có biết đâu, từ em cài dùng chứ. Ban đêm sáng khó ngủ á thì mình gỡ cái đèn đem ra kia đập luôn. Dạ. Đập luôn ha. Đập uống chứ. Đập lần uống đầu tiên người ta cho vui mừng chứ. Vậy hả? Dạ. Đập rồi khỏi xài luôn. Uống chưa? Uống hả? Dạ. Có đem đập thiệt không? Đâu có đâu, đâu có đập. Đừng nghe bắp xuống dạ nha. Dạ. Đây, để em cài chế độ tự động ha. Dạ. Đó. Chị thấy sáng chưa? Dạ thấy. Sáng lung linh luôn đúng không? Dạ.
Rồi, ok, em đã cài chế độ tự động ha. Dạ. Em sẽ chỉ cho chị cách sử dụng. Đây là cái bộ điều khiển. Dạ. Hết bình đó, là mình đem xuống tiệm tập hóa mua hai trái bình lắp vô xài ha. Dạ. Còn cái này là nút mở nè. Dạ. Nút tắt. Nút tắt, nút mở, nút mở, nút tắt, nút tắt, nút mở, nút mở, nút tắt. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi, chị chỉ cần biết hai lúc đó thôi, còn mấy lúc này không cần bấm nha. Dạ. Không cần quan tâm đến nó. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ chị thao tác bấm giùm em đi, nút mở đâu? Nút mở nè. Rồi, bấm đi. Đó. Nút tắt đâu? Rồi. Chị thấy sử dụng dễ dàng không? Dạ, dễ, chưa biết à, chắc khó chưa? Có hai lúc đó mà khó gì? Biết, hai ba ngày nữa biết chưa? Hai ba ngày nữa biết chưa? Tại vì lần đầu tiên mà. Dạ. Từ hồi giờ tới nhỏ đến lớn đâu có thấy cái này đâu. Đâu có biết sử dụng cái này đâu. Dạ. Từ từ mình quen ha? Dạ, từ từ dễ từ mà. Ha? Dạ. Dạ. Cái đầu mốt này thì chị cất giữ. Dạ. Đừng để nó vô nước. Ừ. Vô nước nó sẽ bị hư. Dạ. Ha? Dạ. Cái đèn năng lượng mặt trời này là cái phần quà của chị Hồng Thắm. Dạ. Ở bên Cali bên Mỹ á, tặng cho gia đình mình. Dạ. Cảm chị ơn. Gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Thắm đi. Dạ. Chị vui. Cảm ơn chị Hồng Thắm. Chị Hồng Thắm. Chị Hồng, chị Hồng với mày chị Hầm đâu. Chị Hồng. Nó chết tên ta luôn á. Chị Hồng Thắm ở bên Mỹ tặng quà cho chị vùng sâu vùng xa khó khăn. Dạ. Cảm ơn à. Vui đúng không? Vui lắm. Hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc lắm. Trời ơi, chiều nay ông chồng giờ ông thấy cái đèn hết hồn luôn chứ. Dạ, đúng rồi. Ông điều tra nữa, ông kêu, ủa cái đèn này ở đâu ra, ở đâu có. Rồi dạ. Chị trả lời sao? Chị trả lời cô em bắp thăm của gia đình mình. Cảm dạ. ơn nó cho. Nên dễ chứ. Rồi ông hỏi là thằng bắp là thằng nào, rồi chị trả lời sao? Đâu có đó. Đừng lấy cái chuyện đó đâu. Rồi em ghẹo chị chơi á. À, nấu thịt xong chưa? Dạ, gần chết rồi. À, nấu canh nấu thịt xong đi. Rồi dạ. em sẽ tiếp tục gửi cái món quà yêu thương của cô chú. Dạ. Cô chú tặng cho gia đình mình một ít quà nữa. Tiếp dạ. sức cho gia đình mình ha. Cảm ơn dạ. dạ cảm để ơn. Mình có sức mình trồng cái bắp nha. Dạ. Mừng chứ, cảm ơn. Dạ. Anh em bắp vô thăm nhà chị nhà nghèo khổ. Tin vùng sâu vùng xa. Nghèo thiệt không? Nghèo chứ, nhà làng cũng nhà sập hết mà. Đâu có, đó nhà sắt đường đó, có nhà chòe á, là nhà của chị á. Vậy hả? Ở nhà sắt đường á, có bông hoa giấy nữa. Dạ. Đó là nhà của chị, nhà chòe á. Dạ, nhà chòe luôn hả? Ờ, nhà chòe luôn. À? Đâu có nhà xe đâu mà, nhà xe mà ở đâu có được đâu. Dạ. Mình thuê làm nhà chòe 2 năm nay rồi. Sao mình không bán cái đồi núi này, mình xuống đó cấp bán, nhà? Đất nào mà làm ăn nữa. Mình bán hết đâu có đất nào mà làm ăn. Thì mình không cần làm nữa, mình ăn thôi. Ui, đâu có sợ bình đào gì, mình đi làm miếng nữa. Đi làm ai mà, đi làm ai mà ở. Không ấy, mình bán cái miếng đất ở dưới làng á, cái mình lấy số tiền mình lên trên này cất nhà. Không được. Không được hả? Thì con cái mình đi học nữa. Vậy hả? Thế mình làm nhà chòe ở... Chị đâu có nè, do đó, đó nhà chòe, tin làng cũng nhà chòe à, nhà sập hết rồi đó. Dạ. Ừ, mình nè thích thế chứ. Dạ, nói thiệt nha. Nè thiệt chứ, ai nè láo. Dạ. Nè láo mất con chứ, người ta dạ. biết, đâu có một mình nè láo được. Dạ. Thế ca làng người ta thấy, người ta cười mình chứ. Dạ. Mình nói thiệt thì thế. Mình được ăn cơm, mà còn nói láo là mình ăn cháo luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Mình phải nê thịt thà chứ. Dạ. Mình nê không có nhà thì không có nhà. Mình nê nhà thì có nhà chứ. Mình chỉ nê thà chứ. Tại vì nhà làng cũng nhà chòe à. Dạ. Tại nhà người ta cho 2-3 năm, mấy chục năm rồi nó sập á. Dạ. Ừ. Thôi em ghẹo chị chơi á. Chị ra nấu ăn đi chị ha. Dạ. Để cục thịt nó đen thui luôn á. Cho rau gọi đảm. Ở trên núi này á chị ạ. À? Thì buồn không chị? Đâu có buồn đâu, quen rồi. Quen hả? Không buồn hả? Lúc hồi nhỏ bà mẹ cũng dẫn ở tin rẫy chứ đâu có buồn cái gì đâu. Dạ. Bình thường à. Bình thường hả?
bình thường như cái đường hộp sữa đúng không? Thịt thì xong rồi đúng không? Dạ. Giờ tới lượt là mình nấu canh đúng không? Dạ. Dạ. Bao nhiêu lâu rồi nhà mình chưa được ăn thịt? Dạ, chân nào có thì mình ăn thịt có thì thôi. Dễ hả? Lâu chưa á? Ý là hỏi lâu chưa á? Lâu lâu ăn một bữa. Lâu lâu là bao nhiêu lâu? Chắc đâu có biết đâu. Năm, hai năm, ba năm, bốn năm. Từ hai ba năm đi làm có thì mình mua ăn, không có thì mình ăn canh với bà cũng được. Dễ hả? Nè, hai ba năm chắc buồn cho nên dễ. Đi làm có tiền thì mình mua ăn, không có thì thôi. Mình ăn canh với bà. Ủa chị ơi, phía tuốt ở trên cái đỉnh núi kia kìa. Là có một hộ dân sinh sống trên đó hả? Dạ, nhà ông phải đâu làm tôn che nước à, nước nó xịt thuốc à. À, chứ không có ai ở đúng không? Dạ, không có ai ở. Đây rưỡi của chị á. Dạ rồi, dạ rồi. Che cho nó có nước mình xịt thuốc à. Dạ. Mình làm cái bếp ở đây mưa xuống thì sao mình nấu được? Mình nấu tưa, mình ăn luôn. Dạ. Dùng mình nấu như vậy. À, buổi trưa mình nấu, buổi chiều mình ăn luôn đúng không? Ừ. Chưa kịp làm á. Rồi, cô chú hỗ trợ lương thực thực phẩm cho gia đình mình hả chị ha? Dạ. Dạ. Ừ. Tiếp sức cho gia đình mình đỡ khổ một phần nào đó trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn. Cô chú dành tặng cho gia đình mình là một bao gạo 10kg. Dạ, cảm em để ơn. Kế bên chị nha. Dạ, cảm ơn. Tặng bánh cho mấy em nhỏ. Cảm ơn bác. Cảm rồi, ơn. Rồi, tặng cho con nè. Cảm ơn. Đó. Đỡ mạnh. Đây nữa. Cảm ơn. Rồi, cô chú tặng xà bông tắm hả? Dạ, bông cục. Cảm ơn à. Dạ. Đây là hai chai dầu nóng. Dạ, để bóp tay bóp chân nha. Dạ. Rồi một sắp bánh tráng 100 cái luôn. Dạ, cảm ơn à. Nhà hết nước mắm rồi đúng không? Dạ. Đây, cảm ơn cô chú tặng hai chai luôn. Dạ, cảm ơn à. Này là xì dầu nha. Dạ, cảm ơn à. Cô chú tặng 5 hũ mắm ruốc. Dạ. Người ta làm sẵn rồi, để dành ăn cơm thôi. Dạ. 2kg đường cát. Dạ, ha. Cảm ơn à. Một lóc chao. Dạ, cảm ơn à. Chị biết ăn cái này không? Dạ, biết chứ. Ừ. Em kia cho bữa. Ừ. Cái này ăn ngon không? Ngon chứ. Để dành ăn cơm rồi chị nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, à, có ngũ cốc luôn nè. Dạ. Để mình pha nước sôi mình uống nha. Dạ. Ở trong này là xà bông gội đầu với lại xà bông giặt đồ nha. Dạ, cảm ơn. Có thêm một cái lon sữa nữa. Dạ. Hai gói bột ngọt luôn. Dạ, cảm ơn. Hai chai dầu ăn luôn. Dạ, cảm ơn. Chị vui không? Vui chứ. Dạ. Rồi, cô chú tặng hai lóc cá hộp luôn ha. Dạ, cảm ơn. Đây. Hồi nãy đi trên đường gặp sự cố cả nhà. Dạ. Rớt xuống mốp cái lon luôn. Cảm... Nhưng mà không sao. Đâu có sao đâu. Rồi, cô chú tặng trà nha. Dạ, cho anh chồng ha. Dạ. Rồi có một chị giấu tên ở dưới miền Tây tặng một cây kem đánh răng nè. Dạ. Với lại hai cái bàn chải đánh răng nha. Dạ, cảm ơn. Đây. Cô chú tặng hai bịch trà bông luôn. Dạ, cảm ơn. Một cái ca xúc xích luôn. Dạ. Hai thùng mì tôm luôn. Dạ, cảm ơn. 60 gói á. Cô chú hỗ trợ là mùng mền luôn ha. Dạ, cảm ơn. Còn cái này là hạt giống. Dạ. Cô chú tặng để mình trồng, mình cải thiện cuộc sống. Dạ. Mình có cái miếng ăn nha. Dạ. Trồng lên để có cái là mình nấu cơm mình lộn, à nấu canh mình ăn cơm nha. Dạ. Rồi, đây là hai chai dầu gió. Dạ, cảm ơn. Cái này gọi là cái gì?
Cái này là nhíp mà. Nhíp nữa nè. cái nhíp nhổ rau hả? Phải đó, nhổ cái móng tay móng chân chứ. Nhổ móng tay móng chân hả? Trời ơi, móng tay móng chân mà đem đi nhổ luôn. Cắt cho nó gọn gàng. Chắc là nhổ cây bắp quen ở gì. Tiếp theo là cô chú tặng vật dụng cho gia đình mình dùng nha. Một dạ. cái ấm nước. Dạ, cảm ơn à. 5 cái chén. Cảm ơn. 2 cái nồi. Có cái nồi thì phải có cái nắp. Hả chị ha? Dạ, cảm ơn. Cái này gọi là gì ta? Cái này là đũa ăn cơm à. Đũa ăn cơm hả? À? Dạ. Người đồng bào mình gọi đũa sao? Đấy, đồng bào mình kêu bằng tiếng đồng bào mình là thua hả? Hả? Thua. Thua? Ừ. Rồi, giá múc canh, giá bế cơm nha. Dạ, cảm ơn. 2 cái con dao. Dạ, cảm ơn. Dao này gọi là dao gì? Biết đâu. Cái dao nhỏ nhỏ á. Dao này là hai lưỡi. Đúng rồi. Còn này là cái bằng chải chà quần áo với lại cái lược ha. Dạ. Chị không biết cái này đâu, đó là cái gì á? Cái này là cái nuôi bấn cung canh đó. Đúng rồi, ừ. cái miếng nhấc nồi nha. Ừ. Còn cái này là cái miếng trà nồi nè. Dạ. Cái bùi nhùi á. Này là cái miếng rửa chén nè. Dạ. 2 cái ly uống nước nè. 5 cái muỗng nè. 1 cái thố nè. 1 cái rổ, 1 cái thau nè. Dạ. Đó. Cảm ơn à. Chị thấy cô chú tuyệt vời không? Dạ, tuyệt vời chứ. Tặng đầy đủ không? Dạ, đầy đủ. Rồi cô chú tặng 4 cái can nước nữa nè. Dạ, để mình đi lấy nước nè. Dạ, cảm ơn à. Dạ. Tiếp theo là cô chú anh chị mà thường quân hỗ trợ cá khô. Dạ, cảm ơn à. Tặng cá khô. Dạ. Để gia đình mình dự trữ dành ăn ha. Dạ, cảm ơn. Ở trên này chị thích cá khô không? Thích chưa? Dạ. Bà Sáu bán cơm Long Hải ở bên Mỹ dành tặng cho gia đình mình là 2 kg cá khô cơm. Dạ. Cái này cá biển nha. Dạ. Đó, chị nhìn thấy cá ngon không? Ngon chứ. À. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ tặng cho gia đình mình là 2 kg nữa. Là 4 kg luôn. Dạ. Đó, ăn đã luôn ha. Bà Tâm ở Philadelphia bên Mỹ tặng cho gia đình mình là 2 kg luôn. Đó, là 6 kg cá luôn. Dạ, cảm ơn à. Ăn đắm đuối luôn. Dạ. Dạ, rồi hết quà luôn rồi. Được rồi. Được rồi hả? Dạ, cảm ơn nha. Rồi bây giờ chị lấy quà tặng lại cho em đi. Để chị đâu có đâu mà tặng cho đó, em. Đó, quà đây nè. Tặng quà tặng lại gì đó. Ừ, tặng quà tặng lại thì được. Em nói giỡn hả? Dạ. À, tiếp theo cô chú tặng cho gia đình mình một món quà rất là đặc biệt. Đó là một số tiền mặt rất là lớn giúp đỡ gia đình mình. Dạ, cảm ơn à. Dương lên trong cái cuộc sống này ha. Dạ. Dạ, để gia đình mình đỡ khổ hơn. Dạ. Cảm ơn à. Dạ. Em bắp đi thăm tới nhà của cô tin núi vùng sâu vùng xa rất khổ. Dạ. Chị vui không? Thấy vui chứ. Dạ. Mình dùng cái số tiền này á, mình xoay sở. Dạ, mình mua làm cái cách này cách kia để tiền đẻ ra tiền. Dạ. Hả chị ha? Dạ. Chẳng hạn như là mình mua vật nuôi về mình nuôi. Mua con gà, con heo. Hả chị ha? Dạ. Mua gà, mua heo chứ. Dạ. Kêu anh chồng mua tôn. Mấy miếng tôn đúng rồi. Dạ. Để lợp che cái ngôi nhà của mình. Ok em chị? Dạ ok. Dạ. Cố gắng nha chị nha. Dạ. Chứ mình cầm cái số tiền đó mình ăn một thời gian được, được nó cũng đó. Sẽ hết nha. Dạ. Mình khổ lại như lúc bây giờ ha. Mình phải mua tôn mua gì mình lập nhà cho nó an toàn hơn chút chứ. Dạ. Nhà xe thêm có thì phải mình lập tôn chứ. Dạ. Trước khi em gửi cái món quà yêu thương của tất cả các bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì em xin phép đọc tên cô chú. Dạ. Cho chị biết cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Những người mà đã yêu thương giúp đỡ gia đình mình ha. Dạ. Con xin phép đọc tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Bác Tư Hồ Hải ở Mỹ 200 ngàn. Cô Mai Nguyễn ở Ga Lành bên Mỹ 100 ngàn.
chú Phan Đông Khánh ở Mỹ 200.000, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ 200.000, các chị nhóm Hawaii ở bên Mỹ 200.000, chị Yến ở Sài Gòn 100.000, cô Mai Trang ở Cali bên Mỹ 200.000, cô chú Hoàng Long ở Houston bên Mỹ 100.000, anh Jem Rally ở bên Mỹ 200.000, cô Năm chị Ly ở Úc 100.000, chú Danh cô Thủy ở Houston bên Mỹ 100.000, chị He Lành Nguyễn ở bên Mỹ 100.000, chị Linh Châu ở Ohio bên Mỹ 100.000, chị Nga Quỳnh tiệm sửa đồ ly ở Mỹ 100.000, chị Kiều Nguyễn ở Đồng Nai 200.000, chú Hạnh ở San Diego bên Mỹ 100.000, cô Hai quận 4 100.000, anh chị Kenny Nguyễn ở Florida bên Mỹ 100.000, chị Linh ở Mỹ 100.000, chị Phúc ở Mỹ 100.000, cô Bảy chú Minh ở Mỹ 100.000, bà Phương ở quận 4 100.000, dì Nhiên ở Chợ Lách Bến Tre 100.000, con xin thưa là cái quỹ của dì Nhiên đã hết rồi thưa dì. Bà Ba Quỳnh, cô Mai Trần ở Sóc Trăng 100.000, cô giấu tên ở quận 12 100.000, cô Lý ở Gia Lai 100.000, chú Tuấn ở Úc Châu 100.000, cô chú Hoa Trang ở Bảo Lộc Lâm Đồng 100.000, anh Mỹ cô Hiến ở Cali 200.000, cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ 200.000, bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc 100.000, chú Cường ở quận 7 100.000, cô Hạnh ở Sydney bên Úc 200.000, cô Diệu Xuân ở quận 12 100.000, con xin thưa là cái quỹ của cô Diệu Xuân đã hết rồi thưa cô. Anh Khói chị Lan ở Úc 100.000, anh Long chị Nga ở Mỹ 100.000, chị Mây ở Mỹ 100.000, cô Bạch Xuân ở Mỹ 100.000, anh Lộc chị Liễu em Linda em Dona ở Mỹ 100.000, anh Bảy ở Nha Trang 100.000, cô Chi ở Minnesota bên Mỹ 100.000, cô Maria ở Vũng Tàu 100.000, chiến sĩ Thầm Lặng ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, chị Trúc Mai ở Na Uy 100.000, cô Thuận ở quận 2 100.000, chị Kim Liên ở Mỹ 200.000, chị Trang Nguyễn ở Mỹ 100.000, cô Ba ở Mỹ 200.000, Phụ Tùng Tâm Hoàng Yến ở Long Thành Đồng Nai 200.000, cô Khương ở Đan Mạch 100.000, cô chú Nam Trung ở đất Cúc Tân Nguyên Bình Dương 200.000, cô Hai quận 8 100.000, cô An ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, nhóm thiện nguyện phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh 100.000, anh chị Vinh So ở Úc 100.000, dì Ba ở Tây Úc 200.000, chị Xuyến Vương ở Mỹ 100.000, chị Lợi Lơi ở Mỹ 100.000, chị Trân ở Mỹ 100.000, cô Elizabeth Huỳnh ở Mỹ 100.000, cô Trinh Nguyễn ở Cali bên Mỹ 100.000, cô Theo ở Đà Nẵng 100.000, con xin thưa là cái quỹ của cô Theo đã hết rồi thưa cô. Anh Trần Thành Tâm ở Tân Kỳ Tân Quý 100.000, chị Máy ở Tây Ninh 100.000, dì Ái Khanh cô Hoa Dương ở Minnesota bên Mỹ 100.000, anh Tài ở Sydney bên Úc 200.000, chị Kara ở Thủ Đức 100.000, cô Lan Phương cô Lý Lan cháu Khánh Băng ở Bình Dương 100.000, cô Dung cô Phương cô Tiết ở Úc 100.000, vợ chồng cô Thu Nghĩa Hòa Sơn ở Mỹ 100.000, chú Hùng ở Cali bên Mỹ 200.000, chú Vương Trần ở Úc Châu 100.000, bác Đặng Phát ở Houston bên Mỹ 100.000, anh Thiện ở Bến Tre 100.000, gia đình bà Tâm Viên 100.000, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bình Dương 100.000, cô Nguyệt ở Phạm Văn Chí quận 6 100.000, chú Tài ở Canada 100.000, chú Thiện ở Dòng Chơm Bến Tre 100.000, chị Linh ở Washington bên Mỹ 200.000, cô chú Mẹ Tấn Vũ ở Texas bên Mỹ 100.000, chị Emily ở Cali bên Mỹ 200.000, anh Tâm chị Loan ở Gò Vấp 100.000, cô Trần Thị Son ở Đà Nẵng 100.000, bà Ly ở Mỹ 100.000, chị Châu Phạm ở Mỹ 100.000, bà Huỳnh Thị Ái ở Tân Phú 100.000, con xin thưa là cái quỹ của bà Huỳnh Thị Ái đã hết rồi thưa bà. Cô Minh Mỹ Nữ ở Canada 100.000, thầy Tân ở Cái Bè Tiền Giang 100.000, con xin thưa là cái quỹ của thầy Tân đã hết rồi thưa thầy. Cô Phan Thanh Nhàn 100.000, chú Ri ở quận Phú Nhuận 100.000, ông bà Hương Gia, ông Ngô Phước Thanh ở Atlanta, Hoa Kỳ 200.000, chị Hằng ở Đài Loan, ông Ngô Văn Khai, anh Du Vạn Phát 200.000, chị Hồ Thị Úc ở Bình Dương 100.000, anh chị Vinh Lê ở Cali bên Mỹ 200.000, anh Quốc Mỹ ở Tiền Giang 100.000, chị Trang ở Bình Thuận 100.000, chị Oanh ở Thủ Đức 100.000, chú Quang ở Cali 200.000, chú Minh Cô Mùi ở Cali 200.000. Tổng số tiền cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yêu thương hỗ trợ dành tặng cho gia đình chị là 12.400.000. Em mua tất cả những số quà kia hết là 2.279.000. Lấy 12.400.000 trừ cho 2.279.000, số tiền dư còn lại sẽ là 10.121.000. Dạ. Chị thấy số tiền lớn không chị? Dạ thấy lớn chứ.
thấy lớn hả? Dạ. Trước giờ có số tiền này chưa? Chưa. Mấy mươi năm cuộc đời luôn á? Dạ, chưa có. Chưa bao giờ có luôn? Chưa bao giờ có. Chưa có bao giờ mà được như hôm nay đúng không? Dạ. Sao thấy hồi hộp như vậy? Hả? Nghe số tiền lớn quá rung hả? Ừ, thấy sợ chứ. Sao sợ gì? Chị sợ điều gì? Chị tâm sự em nghe coi. Tại vì thấy số tiền đó lớn quá, thấy sợ chứ. Tới bữa giờ tới lớn đến bắt chồng có con cái có cháu rồi đâu có thấy tiền đó đâu. À, thấy bất ngờ, ngạc nhiên quá đúng không? Dạ, thấy bất ngờ. Mình không thể tin là mình may mắn như vậy đúng không? Dạ, may mắn. Đây là phước trời ban á. Dạ. Nha. Dạ. Bắp xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là tặng cho hai anh em 1 triệu đồng, mỗi người 100 ngàn, anh Thới và em trai người đồng bào cả nha. À, hỗ trợ cho hai anh em có một ít tiền để trang trải trong cái cuộc sống nuôi gia đình cả nha. Hai anh em đi theo phụ gánh đồ cho bắp á, cũng rất là cực nhọc. Rồi, cô chú tặng cho hai anh em 1 triệu nha, mỗi người 500. Dạ. Rồi, gửi lời cảm ơn đến cô chú giùm anh luôn. Con cảm ơn cô chú anh chị đã dành tặng cho con số tiền này. Con không biết nói gì hơn, con chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an cuộc sống nha. Bye bye cả nhà. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con. Dạ. Con chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe nha. Dạ, ba cả nhà. Rồi. Em cảm ơn anh luôn anh. Rồi rồi, cảm ơn em. Em xin về trước. Ok. 10.121.000 trừ 1 triệu đồng tặng cho hai anh em ra. Số tiền dư còn lại sẽ là 9.121.000 cô chú dành tặng cho gia đình mình hả chị ha? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ gửi cái món quà của cô chú cho chị luôn nha. Dạ. Đây, kê cái máy quay sát sát lại. Đưa tiền cho nó dễ. Tại vì tay ngắn quá. Chị biết tờ này bao nhiêu không? Dạ, 500 à. 500 đúng không? Dạ. 500 là số tiền lớn không? Dạ, lớn chứ. Lớn nhất luôn đúng không? Dạ. Ok. 1 triệu. 1,5 triệu nè. 2 triệu. 2,5 triệu. 3 triệu. 3,5 triệu. 4 triệu. 4,5 triệu. 5 triệu. 5,5 triệu. 6 triệu. 6,5 triệu. 7 triệu. 7,5 triệu. 8 triệu. 8,5 triệu. 9 triệu. Dạ. À, dạ. 121 ngàn. Dạ. Em gửi cho chị là 122 ngàn luôn. Dạ. Bo ngàn luôn, chơi sộp luôn vậy luôn á. Cảm ơn cô chú giúp gia đình của con. Rồi chúc cô chú nhiều sức khỏe. Cô chú nhiều sức khỏe đó. Đợi. Rồi được rồi. Vậy là hạnh phúc rồi hả chị ha? Dạ. Dạ. Thôi bây giờ em xin phép em về nha. Dạ. Nhà chị có nuôi chó không? Dạ có chứ. Nuôi mấy con? 2 con nãy. 2 con hả? Ừ. Xíu cho em miếng cơm nha. Cho dạ. Tụi nó ăn ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Bây giờ em xin phép em về. Dạ. Lần sau có dịp có duyên thì em sẽ quay trở lại ghé thăm gia đình mình sau nha. Dạ, cảm ơn dạ, cô chú. Em chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an trên khu vực rừng núi này ha. Dạ, cảm ơn của em bắp đến nhà cô chị thấy khó khăn giúp đỡ ít nào. Ít nào hay ít đó đúng không? Ừ. Rồi, dạ, một lần nữa bắp cũng xin thay mặt chị gái khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú chị Mạnh Thường Quân đã dành vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp 1 like, 1 đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Em bye bye gia đình mình, em về bye. Bắp xin chị miếng cơm cho hai chú chó nhà chị ăn này cả nhà. Ôi cô bé nhỏ ăn thương chưa cả nhà. Đói quá đói. Ở trên này chị cho tụi nó ăn cơm với lại cái gì chị? Cho ăn cùng lá bí á. Lá bí hả? Ừ, cho canh mình ăn á, mình cho nó ăn. Dạ. Tội ha. Châu. Cái con nhỏ này là con của con lớn hả? Ờ,
À, chứ không phải con hả? Chưa đẻ con à? Dạ dạ. Rồi, chúc tụi con ăn cơm ngon miệng nha. Em bye bye chị, em về nha, chị nha, bye bye.